Vâng, và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và trong cái video này thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho anh em một con tàu khu trục hạm nữa. Con này thì cũng là một con của Hàn Quốc anh em nhá. Nó đều là khu trục cả thôi. Nhưng con này thì nó sẽ nằm ở cái bậc huyền thoại, đó là con Rock KDDXS. Thì con này hiện tại thì nó cũng đang bán ở trên cái thị trường đấy. Thì đây mình sẽ lên xem qua xem. Đây, hiện tại thì cái giá của nó thì khoảng độ 7.500 AC thôi. Nói chung là cái khoảng này thì nếu mà anh em đặt khoảng 7.000 thì mình nghĩ chắc là mua được. Đấy, chúng ta có thể chờ một khoảng thời gian ngắn ấy, thì chắc là mua được. Còn nếu muốn mua ngay thì phải là 7.500 cơ. Nên đối với cái thị trường nó sẽ như vậy. Tất nhiên là nó sẽ có một cái dạng thị trường nó khác nữa, giá nó sẽ khác. Thì cái này thì mình không nói vì cái thị trường đấy thì nó hơi bị ít người chơi. Cái thị trường này thì nó sẽ đông đảo người chơi hơn. Rồi, chúng ta sẽ bỏ qua cái vấn đề về giá cả nhé. Chúng ta sẽ đi đến cái chỉ số nó đây. Độ bền của con tàu này đó là 448.500 máu, tốc độ là 28.6. Những cái chỉ số này thì cực kỳ là ok luôn rồi. Một tàu khu trục hạm mà cái bậc huyền thoại mà, chúng ta không thể nào mà đòi hỏi hơn được. Cái lượng máu nó thì rất là bình ổn thôi nhá, khoảng 450 đấy. 448 thì mình gọi là 450 là quá là ok rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ sang đến cái phần vũ khí. Nói chung là gần vũ khí thì cũng chẳng có gì phải nói đâu anh em ạ. Tại vì chúng ta có thể nhìn thấy này, một dãy những cái vũ khí khóa này, tất cả đều là đồ khóa hết, nhìn cũng khác gì cái kiểu con tàu Yamato rồi anh em. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái loại Chunmo. Đây, cái này phạm vi khoảng hơn 8 cây thôi. Cái Chunmo 2 này. Nói chung là cái sát thương thì nó sẽ nâng cấp dần anh em nhá. Đấy. Ngay này chúng ta có thể tạm dừng qua để chúng ta xem lại cái chỉ số của nó. Và cuối cùng đó là KTSM. Cái loại thì sát thương nó là cao nhất. Đấy, thì chúng ta có thể bắn theo cái thứ tự đó là 1, 2, 3. Đấy, cái con này thì bắn rất là đơn giản như vậy thôi. Rồi, pháo khóa mang thương hiệu KDDXS Dragon. Đấy, cái pháo này thì nó sẽ có cái phạm vi rất là xa, hơn 17 cây cơ. Đây thì chúng ta không cần bàn tới quá nhiều nữa. Cứ một phát bắn thì nó sẽ gây ra khoảng độ trên 30k nam gì đấy. Khoảng 31.000 nam gì đấy nhá. Mình nhớ là 31.200 thì phải. Rồi, một cái khe X2 phóng lựu khóa luôn, KDDX Launcher. Đấy, chỉ số đó đây. Ôi giời, cái loại này thì mình nhớ như là nó là khóa mục tiêu thì phải. Đấy, cái này một lát nữa mình sẽ vào trận mình test cho anh em nhé. Đúng rồi, cái này nó là khóa mục tiêu đấy. Thời gian khóa mục tiêu là 0,50 giây, khoảng nửa giây. Có một con trực thăng chúng ta sẽ thay đổi được. Đấy, và cuối cùng đó sẽ là cái vũ khí phòng không và pháo tự động. Thì chúng ta sẽ có là 4 cái pháo tự động nhá, bao gồm là một cái khe khóa LSAM. Đấy, và ba cái chúng ta sẽ có thể thay đổi được. Thì mình khuyến cáo anh em là chúng ta nên nắp những cái dạng kiểu R40 ấy. Hoặc không ấy thì anh em có thể cân nhắc sang một số những cái dạng dây kiểu như này này. Đấy, cái Golden Z này, cái loại này thì nó là mới này. Không thì Thai 93 Kinsam này. Đấy, cũng rất là ok nhá. Và thậm chí anh em có thể chơi một số những cái loại khác nữa, ví dụ như là Rim 162D. Đấy, cái này thì cũng rất là ok thôi. Thì đây mình sẽ nắp cái loại Rim 162D này vào nhá. Đấy, một cái X3 luôn cho nó uy tín anh em ạ. Ok chưa? Và cuối cùng thì X8 cái pháo tự động đây. Cái này thì mình nghĩ là nó cũng bình thường thôi, dù là nó nhiều. Nhưng mà cái phạm vi thì khoảng 3 km. Đấy, nạp lại thì cũng gần 5 giây cơ. Mình không đánh giá quá cao cái loại pháo tự động này. Rồi, chúng ta sẽ đi chiến đấu luôn nhé. Anh em thông cảm là vì cái chế độ đi đấu xếp hạng ấy thì hiện tại nó đang bị lỗi. Cái này thì nhà phát triển cũng đã có những cái thông báo rồi. Trước khi làm clip này thì mình cũng đã có thử test để xem nó có ghép được trận đấu xếp hạng hay không. Nhưng cái kết quả thì nó vẫn tương tự như ngày hôm qua thôi, không có khác gì hết. Nó ghép rất là lâu, không ghép được luôn ấy. Thì cái này thì nó là lỗi thôi. Cái này thì mong sao nhà phát triển cố gắng là khắc phục được lại cái lỗi này để anh em người ta đi đấu hạng nó sướng. Cái này mình nói rồi, những cái gì mà nó càng mới thì nó sẽ càng dễ bị lỗi. Không lỗi cái này thì nó lỗi cái kia. Đấy, khi chúng ta lắp cái con trực thăng CF1 lên con tàu này thì nhìn nó kín cả cái phần khoang sau của con tàu luôn. Đấy, cái mấy con này thì cái độ cơ động của chúng ta không phải bàn đến nhá. Quay rất là sướng và đi thì rất là nhanh thôi. Khu trục và đi được 27 hải lý thì theo mình đánh giá là rất là nhanh rồi. Và tất nhiên chúng ta không thể làm mà so sánh với một số những con kiểu dạng school ship được. Con đấy thì nó còn nhanh nữa. Mà khu trục ấy, mà anh em cứ đi được khoảng độ 24, cái ngưỡng mà anh em có thể chơi được tốt, nếu mà anh em nào mà lái tàu tốt nhé, là 24 cho đến 28 hải lý là quá ok rồi. Đây đi. Ôi trời ơi. Có biến anh em ơi, có biến rồi. Chưa gì tự dưng là bị cái thằng tàu thân bay nó chách ra, nó bị nhục chứ nè. À rồi, xe nó thai 003 anh em ạ. Ui tôi xong rồi. Ô, con CH1 của tôi. Ô tôi móm rồi anh em ơi. Tà nhà có một con CH1 móm rồi. Sao đen thế nhở? Clip này hơi đen. À đây rồi, cái loại phóng lựu này đây. Nó chính là cái loại phóng lựu mà nó có thể bắn được ở phòng không ấy anh em. Khá độc dị. Đây rồi.
sỏi, ôi sỏi ơi. Bình thường thôi, làm gì căng. Oh my god, tên oh my god. Cái này đúng rồi, cái loại phóng lựu ở đây, phóng lựu có thể quá được mục tiêu trên không đây. Đúng rồi ơi. Cứ dí tạm cái xem một combo như thế nào anh em nhá. 106 này, 150, 194 này, ok chưa anh em? Đấy còn 54.000 đam từ cái phóng lựu về sau nó bay vào đấy. Tin đấy, mình thấy là cũng ok đấy, chúng ta có cái con này này. Cái lối chơi mặc dù nó có khu trục nhưng mà chúng ta có thể chơi theo cái kiểu dạng núp này này. Không khác gì cái dòng kinh hạm luôn. Đấy, bây giờ về đây mình chắc mình dí cái phát này ra là chết này. Với cái đội hình này ta thấy là rõ ràng nó toàn là cây nhà lá vườn cả đây. Gì đấy? Sời ơi, ôi trời ơi, bị lag rồi anh em ơi. Giật cứ liên thoại lên ạ. Chết không, chết không. Chưa chịu chết anh em ạ. Chết thì kinh rồi. Tại sao cái này nó đang bị lỗi cực nặng luôn ấy. Ôi trời ơi. Cái hiệu ứng nó mất máu nó rất là chậm. Nó diễn ra rất là chậm luôn. Cái này thì nó sẽ không có. Ui đừng. Thôi anh sân bay rồi. Anh tha cho em. Mày không chết. Úi dồi nó giật một cái kìa. Thôi đi ăn thằng này đi. Cái phóng lựu khóa nó sẽ không cho phép anh em mà chủ động phá ngư đôi đâu. Này nó chỉ có một là diệt hạng đấu hạng, hai là phòng không bằng cái phóng lựu thôi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Kinh phết nhỉ. Ô không chết kìa. À đấy, nó mình đã bảo rồi, nó có cái hiệu ứng nó mất máu, nó diễn ra nó hơi chậm. Cái này bắn đạn hồng thôi nhỉ. Ba viên pháo đều là đạn hồng. Đây này. Đấy, ba viên anh em thấy nó thẳng tắp không? Thôi, trận này dù có ra sao chúng ta cũng xé nháp bỏ qua anh em nhé. Nhỏ thế, cái hiệu ứng mất máu nó chậm quá, nó đang bị trễ delay ấy. Rồi, xong đi. Hốc được 3 mạng. Làm lại trận khác nhá. Chơi với con này thì không khác gì chơi với cái dòng thiết giáp kiểu con Hulking đâu. Tại vì nó toàn đồ khóa nói chung là nó quá nhiều luôn rồi. Con này thì mình xem lại xem nào. Có trực thăng với phòng không, đúng rồi. Có một trực thăng với X3 phòng không thôi. Còn lại là chúng ta sẽ không có thay đổi được cái gì hết. Cho nên là nếu mà thích, nhưng mà mình nghĩ nhá, nếu mà anh em có con trực thăng CS1 thì thực ra cái việc này là ok lắm rồi. Còn nếu mà không ấy, thì anh em nên nắp những cái dạng mà có khả năng phòng thủ tốt nhá. Riêng con KDX này nhá, chúng ta nên nắp những cái dạng trực thăng có khả năng phòng thủ tốt ấy. Hoặc thậm chí có thể là cái dòng chống ngầm cũng được. Và nếu như mà so sánh cái chỉ số, cái yếu tố cần thiết như vậy thì HM2 thì mình nghĩ sẽ là ok. Nó phòng không được và cũng có cả ngư lôi luôn. Sao nó cứ bị nhảy điều này nhỉ? Mình đang rất là nghi ngờ đấy, nó xếp hạng nó có... À, đối với chế độ online nó đang có vấn đề. Đấy, rồi cuối cùng thì cũng vào trận thôi. Nhưng ghép cái này thì được, chứ còn ghép xếp hạng lên là một toang. Không ghép được đâu. Tìm cái chỗ nào đấy Momo đấy mà đi núp nhỉ. Úi dồi, Ocean Avenger này. Được, thả máy bay đi. Để em chỉnh hướng cái loại này thì nó có cái điểm yếu là ở cái khoảng mà cái súng phóng lựu này. Khi mà phải chuyển hướng ấy. Đấy, anh em thấy không? Cái miếng mồi ngon như thế này á. Đấy, mình giữ lại một khe là mình có ý đồ cả đây. Mình giữ lại một khe là có ý đồ của mình cả đấy. Cái khe là khe đau nhất anh em ạ. Sao cấu được khoảng 300k. Chắc là ok còn gì nữa. KTS mà đam nó rất là to. Chúng ta cứ bắn cái chun mo, mấy cái chun mo 2 thôi. Bẫy mồi rồi, chắc chắn nó phải bẫy mồi rồi. Đấy, anh em thấy không? Bây giờ nó sẽ là cái cơ hội để anh em xả hứa vào mặt của nó đây này. Đấy, vừa kịp núp đi nhá. Như vậy là bên này của họ là có 3 người này. 3 người bên này cực căng luôn nhá. À, núp nhanh thế nhở.
mình sẽ có số hiệu nó hơi giật giật đấy mọi người. Chết không? Liệu có chết không? Vẫn vẫy mồi được, quá khôn. Rồi, theo oi ra là mất con trực thăng luôn. CGX này thì CGX này. Trời ơi, đứng đây thì quá biếu. Cái góc này nó lại không nhìn thấy mình anh em nhé. Nó lại không nhìn thấy mình, nó bị đau chứ lại. Úi dồi ôi, dẫy rồi, dẫy rồi. Đang bắt đầu dẫy. Đang bắt đầu dẫy anh em ạ. Gì đấy? Ui, có khi nào chúng nó ào ra đây, nó định ăn mình không nhỉ? Ôi giời ơi. Ui giời ơi, bà con ơi, khi nào được ra đây ăn mình không? Quắt giò heo ạ. Này như nó đang có cái hiệu ứng gì đấy, nó không được tin tưởng nó lắm, nó đang delay à? Nó đang bị delay này. Nhỏ thế không biết chi nị. Thằng này nó có mò ra đây không? Mày ngã đi, mày ngã đi. Thôi anh em, dồn cứ dồn hai khe này thôi. Chắc ăn thì chúng ta dồn nốt cái khe cuối. Bắt giò hẹo những cái trận đấu nó đi vào lòng đất như thế này nhỉ. Quá buồn. Nào, ra đây cống hiến nốt đi xem tỷ trận khác xem nó có bị như thế không. Tôi là tôi yên lắm rồi đấy. Tìm lại thôi. Lúc đầu nhìn nó ngon ngon. Cái lúc đầu tiên là vẫn ngon đấy chứ. Thực sự là mình không đánh giá cao ở cái phiên bản này đâu. Phiên bản này nó có rất là nhiều lỗi ấy. Lỗi vặt ấy, nó xảy ra cũng chưa biết như thế nào. Khá là khó hiểu. Đúng là phiên bản 0.84 này có vấn đề thật. Kiểu gì thì kiểu nhé. Trong cái tháng này mà ra một cái sự kiện nhé, kiểu gì cũng phải update lại. Hy vọng là họ sẽ fix được cái lỗi. Nhưng mà kiểu này là mình không khoan thua đâu. Tốt nhất thì càng sớm thì càng tốt. Ngay cả chế độ đấu xếp hạng cũng vậy. Lỗi rất nhiều. Mình nghĩ không ít thì cũng vậy, mình lần cái tháng này phải cập nhật ít nhất 2 lần. Mình đoán thế. Một lần là có thể sửa lỗi này. Đấy. Hoặc lần thứ hai thì có thể là update để chơi sự kiện ấy. Cái thuyết âm mưu mình đang đưa ra là như vậy. Con này thì cái bản chất là khu trục, nhưng mà cái cách chơi thì không khác gì cái dòng kinh hạm cả. Ẩn núp, cấu rỉa và gây sát thương bằng tên lửa thôi. Đó là những cái gì mà chính của nó. Bởi vì thực ra thì cái phóng lựu này này, nó cũng khác gì cái dạng tên lửa đâu. Đấy, nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái bẫy mồi mà. Nó bắn cái kiểu dạng phóng mục tiêu. Nói chung là chúng ta toàn đồ tên lửa hết. Chỉ có mỗi cái pháo này thôi. Rất giống cái con Rock GFS ấy. kiểu thế. Đấy, chà, đi bộ. Hạn chế anh em nhé. Chơi mấy con này hạn chế lộ diện thôi. Em thấy rồi nha. Úi giời ơi. Tòng ngầm rồi. Cái này lâu lâu mình không test, không biết là có bắn khi tòng ngầm đang lặn không nhỉ? Lâu lâu mình không thử để mình xem nào. Thật anh em chứ, tàu nào giờ cũng sờ vào trong game này, tàu nào cũng sờ hết rồi nhưng mà chưa test. Nhiều cái, à tức là có test rồi nhưng mà nhiều cái không nhớ. Thế mới đau lòng gì, mất con trực thăng rồi nhưng không sao. Đi thì ít nhất cũng hủy diệt được một quả đây rồi. Kinh hạm, ui trời ơi, bẫy mồi tầm này nó là hợp lý. Cái gì đây, ui mình bị cái gì đây?
Giò heo ạ. Đau nhỉ, nó vả mình quá cũng đau, F110 nó vả đau ấy. Mình cứ bảo nó đang có dấu hiệu nó bị delay ấy, nó bị delay cái lượng sát thương ấy. Địch bắn mà nó không mất ngay đâu, vài giây sau nó mới bắt đầu nó tính rồi. Thành ra là khi mà mất nó sẽ tính như kiểu dạng đột xuất ấy. Rất thốn luôn ấy. Có ngầm. VC có tuần trương ấy, cái thằng khu trục ở đâu? Ui dồi ôi, rụng sàn rồi. Mắc kẹt vào đây thì rụng sàn rồi. Nhưng mà vãng này hồi nhanh phết anh em ạ. Đây mình bắn thử xem nhá. Bắn xem bao nhiêu giây nó hồi này. Đó anh em thấy cái vòng quay của nó không? Đấy, nó lại bắn được tiếp rồi này. Ok. Được đấy. Mà cái đường đạn nó đi thì nó không quá là tỏa đâu, thành ra chơi nó cũng dễ. Như vậy là cái loại phóng lựu này nó không bắn được tàu ngầm khi nó đang lặn. Đây này, có khóa được rồi. Thế mình đau đớn gì đấy. À, bắn được anh nhá. Bắn được anh em ạ, tại vì cái góc này là cái góc nó bị che. Nó bị che mất một ít cái map này là ở chỗ này này. Thành ra là mình không bắn, nó không khóa được thôi. Nó bắn được anh em nhá. Mình lại tưởng nó không bắn được đấy. Lúc đầu trận mình cũng nói là lâu rồi mình không đi chơi mấy cái dòng này. Ô, bắn được không? Bắn được thật không nhỉ? Ủa? Có thể là bắn được hay không? Ô, mình nhớ là có lần nó khóa được mà. Khi mà nó đang lặn ấy, nó có cái vòng tròn màu vàng nó khóa được mà nhỉ? Rất là so di anh em nhé, trận này không bắn được gì nhiều. Tài thật đấy. Ui, nó giật lag kinh khủng luôn. Đúng là phiên bản này thực sự nó ăn nặng thật. Mình không biết là mình sẽ có thể duy trì được đến bao giờ. Cảm thấy nó tồi tệ dần rồi đấy. Ôi thôi toang rồi. 1 phút 20 giây. Mà không được nhá là tôi xin phép anh em tôi sẽ cắt cái video này ra. Nhưng ghép kiểu này là không ổn rồi. Mình nghĩ cái tầm này là không ổn rồi. Làm lại thôi anh em ơi. Không biết làm cách nào cả. Đấy em thấy không? Đó, chờ thì nó không sao nhưng mà nó rất là lâu. Ghép tận 1 phút 2 mấy giây không ghép được luôn. Nhưng có thể ấn hủy tìm lại thì lại ok. Không có vấn đề gì hết. Phiên bản này quá nhiều cái lỗi. Không thể nào chấp nhận được. Nào bình tĩnh nào, cái trận này là đội bạn nó mạnh đấy nhá. Đội bạn có wow America. Không biết có làm ăn được cái gì hay không ấy. Ui dồi ôi, khóa lâu quá anh em ạ. Khóa thì mà khóa lâu thế à rồi. Đi lên được chưa? Đi lên được chưa? Kiến đi lên được. À, nó bo rồi anh em ạ, nó bo rồi. Nó bo hết như thế này thì chịu rồi. Nào, nào, vã đi. Zoom quát làm sao mà nó trụ được hai tàu ở đây nhỉ? Là sao nó trụ được hai tàu đấy? Ui, cái góc của nó ứng hay thế rồi. Ôi, thôi đồng đội mình bắt đầu mất kiên nhẫn rồi sao ấy. Mình đang rất lo đồng đội mình mất kiên nhẫn đây này. Nó mà lao lên là mình cũng phải lao lên chứ, mình không thể nào ở lại được. Có lẽ là nó đang có cái hướng của nó. Đây đi. Thằng này nó sẽ, cái nhân tố sẽ gây ra cái chết của mình rồi này. Mày này. Chết. Không chết kìa. Mà cái thằng này nó đang ra, nó hỗ trợ đến tận nơi, mình không thể nào ở lại được. Ô, xin phép anh em là cũng chạy thôi. À chết hết rồi á.
Ôi trời ơi, chết hết rồi thì nó lại hợp lý. Chết hết rồi nó lại quá hợp lý. Đấy, em có thể nhìn thấy cái combo mình vẫn thường bắn lên nó như thế này đây này. Nó chơi cái đồ này thì kinh rồi. Nó chơi cái đồ này thì kinh rồi. Chết không? Thôi thôi toàn nhỉ. toàn. Biết ngay mà. Có hai mấy ngàn máu thấy mấy quả ngư lôi nó trôi vào. Cũng kịp ăn được cái thằng đấy thôi. Nó lag quá luôn đi ạ. Ông ấy tận level 61 rồi. Ui giật giật kìa. Nào để xem bây giờ anh em sẽ xem ngoài xử lý như nào nhá. Hay sông 3 và P750. Có F21 và T89 toàn đồ mạng nặng phết nhờ. Tàu sân bay có gì để chống lại không? À, có KBX, KBX thì có ngư lôi. Cus FS cũng có tên lửa khóa khi mà ngầm năng nặng ok mà. Nhưng ông này ông chết cái ông mang cái S500 anh em ạ. Ông ấy mang S500. Tôi hơi lo cái kèo này nhá. Ui dồi, kể như quả đấy mình còn sống để mình test cái phóng lựu khóa có phải không chứ này gặp ông này vào 61 này. Hai ông kia thì ở xa quá. Thôi toang rồi anh em ạ. Cái trình độ của level 61 thì cũng không cần phải nói. Ngư lôi. Úi dồi ôi. Cái này nó cũng chỉ còn là dãy rụa thôi. Nó khôn thế cơ mà. Nó ăn xong cái này nó nổi lên luôn. Chúng ta sẽ sang xem là hai khối này đang định làm cái gì. Hiện tại là tàu ngầm đang tìm cách để mà quay đầu hay sao đây. Đứng im anh em ạ. Tôi đau đầu lắm. Ông này thì làm sao đây? Ông này ô. Thế này thì chơi cái gì? Còn bây giờ theo anh em như này thì chơi cái gì? Ui dồi, bây giờ thả trực thăng ạ. Thả trực thăng đi đâu đây? Ui, anh em thấy nó giật không? Anh em thấy nó giật không? Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Cứ bảo sao mà chơi nó khó thế à giờ. Ui dồi. Thôi thôi, thoát trận anh em nhá. Nhìn cái đội hình ảnh nó ngứa mắt thực sự luôn ấy. Chơi nó không có tính công hiến. Nó toàn là kiểu rình rình dập dập nhau thôi. Đen quá. Hy vọng là cái trận này nó ghép cho nó nhanh nhanh đi một tí đi. Nói thật cái phiên bản này mình thấy nó vẫn còn rất là nhiều lỗi. Cái lỗi chính này chủ yếu là nó đến từ cái việc là ghép team, ghép trận này này. Rồi cái việc bình ổn ở trong cái trận đấu ấy. Đúng là thực sự cái này nó đang có một cái lỗi vấn đề rất nặng về cái việc chúng ta đi ghép trận này và cái vấn đề mà nó ổn định ở trong trận đấu ấy. Cái này là lỗi mình nghĩ là không thể nào chấp nhận được. 0.82, 0.83 thì ok mà sang cái này là cái lỗi luôn. Họ không thể nào họ giữ ổn định được một cái gì đấy khi mà họ phát minh ra hay sao ấy. Buồn thực sự luôn chứ. Không lỗi cái này thì lỗi cái khác. Đây em cố vào đây, em mon men vào đây, em ăn thử con trực thăng xem sao. Ăn được thì em ăn. Không được thì thôi, làm gì căng. Bắn cái gì đây? Xoài rồi. Được 133 caram. Phải phản ứng lại ngay, đúng rồi. Đấy anh em thấy không, tàu đi nó còn giật đây này. Thực ra thì cái này nó không phải là lỗi lần đầu. Nhưng mà trước đây đã từng bị rồi. Không bắn được gì ra. Tôi bắn. Đấy. Anh em mà không bắn được thì cứ để đấy tôi bắn nhá. Cái thằng mà đang đi ra ngoài kia thì tôi chưa muốn sờ đến nó đâu. Cái ông Nakimoto đang có cái hướng đẹp này nè. Bị lộ à. Thôi bị lộ ấy thôi. Không cảm nhá. Bị lộ rồi bắt buộc cũng phải bắn bạn thôi. Tôi không bắn bạn để bạn ra bạn bắn chết tôi à. Trời ơi. Đang dồn vào kìa. Thốn chưa. Úi giời ơi, mình cũng phải trả giá một quả hột nhãn. Đúng rồi, chỉ đi ăn được mấy con tuần dương ngon. Đấy, xả sát thương vào mặt nó này. Bên mình thì mất đúng không sân bay tấn công nhưng mới khổ chứ nè. Mất gì không mất, mất đúng thằng chủ lực. Đây rồi. Cơ hội để phục thù của anh em đây rồi.
nó đã lấy những cái gì của anh em chúng ta phải lấy lại đầy đủ nhá, không thiếu. Kìa bên phải kìa, hai thí sinh còn lại nó ở hết bên phải kìa. Xe nữ này nó tự động tại sao nó không chạy đấy ấy. Rồi ôi, những cái loại tên lửa chống ngầm này đau đớn luôn rồi. 3-2 chắc kịp, về đây thì chắc là em bo được. Có ông nào đây bên dưới này đây, ghê nhờ. F125 à, cây pass cũng nhanh đấy. Rồi xong mà biếu rồi, biếu F125 rồi, nghi lắm rồi đấy. Kiểu gì nó đứng nó núp nó à, đây rồi, khó ra. Ui giời ơi, đúng rồi. Chạy thì hướng nào không chạy, cái thế nó mới quẩy đứng lại phía ngang ngang thì hứng luôn. Mình cứ lo là đang bắn thằng sân bay thì hai thằng kia đứng lên mạng sườn nó xử ấy, mình cứ chạy thẳng lên cuối cùng là không được cái mạng nào. Cái này thì đâu có gì đâu mà thay đổi nhỉ, mỗi con trực thăng với phòng không. Được rồi, chắc là chỉ công hiến nốt trận này thôi. Cái tâm trạng của mình tầm này là nó hơi bực mình ấy, cái kiểu ghép trận như này rồi ấy. Nào vào không? Hay lại hơn một phút. Đấy, những trận nào nó vào nhá, bây giờ nó chỉ có hai cái trường phái thôi. Một là chỉ mười mấy giây là vào, hai là sẽ khoảng hơn một phút gì đấy, thậm chí có thể gần 2 phút nó mới vào được. Còn xếp hạng thì chắc chắn là không đi được, không ghép luôn đấy. Cái này nói thì nhiều anh em cứ bảo là cứ nói tục, chứ còn mình thấy đầy bạn còn chửi luôn ở trên chat luôn đấy. Cả những cái group cũng vậy, họ chửi luôn mà. Gì đây? Chết rồi, cái hướng này khó thấy. Sợ khó thấy anh em ạ. Tìm cái chạy nhanh thế. Ui, nhanh quá anh em ơi. Gì đây? Tu à? Cái dòng này. À đây rồi. Ui dồi, Usakop. Usakop, em xin một combo chết này. Úi giời, đúng một combo anh em ạ. Rồi đi xem cuối này gặp cái này á. Cây nhà lá vườn à. Vẫn hỗ trợ, bắn được phát cuối vào deep nó mà vẫn hỗ trợ. Đúng là tìm lỏ mà. Sân bay được cái vị trí thiết kế nó ngon thế không biết. Một combo là chết. À chà, không chết với chúng tôi này, không chết với chúng tôi này. Cứ nhìn cái ngư lôi nó trôi vào mà đắng hết cả lòng, đỡ được. Né anh em ạ, tao mày chú né rồi. Né. Ui trời ơi, nó lừa mình nó cho mình ăn quả hạt nhân. Mà chưa thấy máu tụt. Rất hư cấu. Cực kỳ là hư cấu. Con này anh em cứ cho khoảng 2 khe tên lửa chun mo thôi. Một cái phóng hiệu khóa này kiểu gì kiểu chẳng phải bẫy mồi. Làm gì có ai là cái người không bẫy mồi. Ôi trời, này nhanh quá nhỉ. Được rồi, trận này nhanh thì làm cái trận nữa vậy. Tôi tưởng nó ban căng thế nào thế anh em, nhìn cái đội hình như thế này chơi cái gì. Còn buồn không em, sao đêm về lặng im một mình. Chuyện cũ chưa qua. Tàu sân bay ra đây. Ui dồi ôi. Cái vị trí này, cái vị trí này gọi là bố của đắc địa luôn ấy. Sợ thật, vừa thả được máy bay tốt. Vừa không bị ai ngó đến. Chơi như bạn nhỉ. Chơi như bạn ấy đúng là của bạn tất thật. Tôi cũng phải khẳng định.
Được rồi, làm lại trận khác, nhanh quá. Thực ra mình cũng hơi bị bực mình, cái kiểu nó ghép team này mình bực lắm. Nào trận cuối cho em báo táp luôn, báo táp luôn cho nó nhanh. Em khuyến khích này. Vào cái em đi check luôn này, bắn luôn, ui trời ơi, 8 trên 10 anh em ở đấy. Đang hình như là mấy, 0 trên 10 sao nhỉ, hay là 1 trên 10. Bất ngờ tự dưng 8 trên 10 nó vào luôn. Và nó chấp nhận thiếu hai người, dù là mới ghép có được mười mấy giây. Thế thì kinh rồi. Trong clip này nhá, tôi gửi lời đến những nhà phát triển là tôi lên án cái phiên bản này là lỗi quá nhiều, lỗi này là lỗi tùm lum luôn ấy. Một lỗi thôi thì lỗi tùm lum kiểu này. Ghép được 8 trên 10 thẳng mặt luôn mà không thương tiếc. 2.5A. 2.5A này, 2.5A này. Ui xoài ơi, anh em thấy tôi dí chưa? 110 mấy ngàn đam chưa? Anh em đã thấy ghê chưa? Ui. Lỗi rồi, góc này là góc lỗi rồi. Chạy. Anh em chưa thấy nó mất máu thôi. Một nát nữa nó mới mất. Ôi, bên mình hỏng rồi. À đây rồi. Cái phóng lựu này là bắn được anh em nhá, bắn được khi mà tàu ngầm đang lặn nhá. Đấy, đính chính luôn. Chúng bay vào đây. Đấy, ui trời. Lúc nãy có cái trận gì lúc đầu nhỉ? Ở cái định Viking nhưng mình chưa test được kỹ. Mình có nhớ quái lạ nữa, có bắn được mà. Nhưng mà về sau mình lại không bắn được, nó hơi điêu. Bao nhiêu đam nhỉ? Ui trời, 54k đam anh em nhá. Nó đúng là dạng tên lửa vậy thôi, phá mục tiêu. Tưởng như đúng rồi luôn. Đúng là sao được. Đấy, ok chưa? Cứ hồi cái là xả giới luôn. À, gắt nhờ. Như vậy nên là một cái dạng mà phóng lựu có thể nói là bố của đa năng luôn. Phóng lựu này gọi là bố của đa năng luôn. Đấy, ok chưa? Đấy, cứ hướng đây xả này thôi. Ô, tôi xong rồi. Sân bay mình đi rồi. Ô, bia phải làm sao? Tôi xong rồi. Cái tình hình này là hỏng rồi. Tên lửa có ba loại khóa nhưng mà không có loại nào bắn được cái tàu ngầm khi đang nặng. Bị đau chứ gì. Không chịu nổi lên cơ. 2-2 ưu gì đây. Rồi đây có lại cái cơn hành hạ đây rồi. Đây rồi. Ui trời ơi, chỗ nào chẳng có gì cả. Tàu ngầm thì phải hết oxy mới vui. Mày ra đây. Tầm này thì gắn thêm bomber vào đây. Được. Ảnh bẫy mồi vào đây là hợp lý gì nữa. Đấy, ăn cái chùm mò 2 này. Ăn chùm mò 2 mồi bắt đầu đam nó nổ rồi này. Đâu đội mình nó khác cái gì đây? Hi-ze nghĩa là cái gì? Không đi đâu có hiểu lắm đâu. Sao mày cứ chơi kiểu cống hiến luôn chứ. Chơi kiểu cống hiến không lại. Đâu rồi? Đồng đội đâu? Ui trời, đồng đội là tàu ngầm. Hi-ze à? Hình như là Hi-ze là bên phải đúng không nhỉ? Đâu? Cái gì đúng là bên phải chứ đâu phải là Hi-ze đâu nhỉ? Ôi, đi lên là sốc đam là ăn được nó mà cũng không được. Ui, nó giật này. Đam nó tính nó cứ bị ảo ảo kiểu gì ấy. Nào. Thế biết khôn gì nè. Ôi, tưởng là kết thúc trận đấu nó được nhanh cuối cùng lại thành lâu đây này. Đúng là bỏ không có mình thì cũng không làm ăn được cái gì.
một củ rưỡi. Làm được xem ông này ông làm cái gì nào. Thủ tục nó lằng nhằng thực sự đấy. À rồi, quay đầu rồi. Đây, ra đây, ra đây là thấy nhá. Ui trời, còn có 150 thôi à. Nếu mà nó lái tàu thì nó lại không lái được máy bay. Thế nó mình nhục chứ nhỉ. Rồi, đi vào sát là ăn rồi. Đấy, lúc chủ quan thấy hai người đi lên kết thúc cho nó nhanh. Nhưng mà nếu mà một mình thì cũng chả có dại gì đâu. Bắn bằng cùng. Đây là đừng có nổi nhá. Ông này mà ông ấn nhầm nút nổi ấy, lưng ông này đập vào đít ông kia. Cái đuôi là chết oan ấy. Rồi có lẽ là chúng ta cũng chỉ làm như vậy thôi. Con này thì đồ khóa nó nhiều quá, mình không có gì mà thay đổi đâu. Cuối nó ghép thẳng mặt luôn, bún đánh bốn. Không có cần nhắc gì hết. Rồi vừa rồi mình đã làm cho anh em một vài cái trận đấu về con tàu khu trục của Hàn Quốc, Rock KDDXS. Nó là một cái bậc huyền thoại. Con này thì lối chơi của nó là khu trục spam tên lửa thôi. Giống spam thì chúng ta hay thường là đánh từ vòng xa đánh vào. Con này thì mình không đánh giá cao về cái mặt phòng không của nó đâu. Nó được cái là nó quấy rối bằng tên lửa từ xa tốt này. Đấy, tốc độ đồ cơ động thì ok. Thế thôi, chứ còn cái về cái mặt chống ngư lôi thì nó cũng rất là bị giới hạn nhé. Được cái phóng lựu thì được cái này thì nó hỏng cái kia. Bắn được phòng không, bắn được tàu ngầm nhưng không phá được ngư lôi. Đấy thì chúng ta xem là có chấp nhận được hay không. Cái này thì tùy từng máu từng người một thôi anh em ạ. Rồi cảm ơn anh em đã xem hết cái video của mình. Hẹn gặp lại tất cả anh em trong những cái video tiếp theo.